Thần Thượng xin cảm ơn dân bị hô hấp với cổ. Anh Huỳnh Công Mục thuộc Hội Bảo vệ Đà Lạt vừa mới mất cái phone. Một lần nữa quý vị nào có nhận được xin quý vị trao lại cho anh Huỳnh Công Mục một cái sau. Xin cảm ơn quý vị. Và để tiếp tục chương trình phân lưu tối hôm nay, thì tôi trân trọng giới thiệu quý vị xin hữu phát đồng sĩ Hội trưởng Hội Quân cảnh Houston và cũng là đại diện cho toàn bộ quân cảnh hải ngoại đến phân lưu với tài quyền. Kính mời xin hữu phát đồng sĩ dưới lên máy viêm. Và sau Hội đoàn Quân cảnh thì chúng tôi kính mời Hội Thủ Đức. Kính thưa quý dân chúng, quý thưa các quý đại biểu, các hội đoàn, tổ chức, điều tập. Thưa quý vị, chúng tôi là quân cảnh Phan Hồ Sĩ, xin đại diện ban phó một hội đồng nhân dân và tổng hội quân cảnh người dân hòa, kêu quân cảnh Tiêu Trân Lực. Đồng thành kính phân ngô và chiêu bộ và báo cổ đại tá Dương Như Phong. Cố đại tá Dương Như Phong đã từ trần. Đó là sự mất mát vô cùng to lớn, không những cho gia đình của đại tá Dương Như Phong, mất mát to lớn cho tất cả tập thể chiến sĩ đặc biệt hòa ở Diêu Tân và toàn thế giới. Suốt cuộc đời cống hiến cho quân lực chi công hòa và chính nghĩa quốc gia, uy tín và uy phong của cố đại tá Trương Như Hùng đã gây sự hiệu ứng rất sâu cho tất cả mọi người dân quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, không riêng gì ở Diêu Tân, cho tất cả toàn thế giới đều kính trọng. Hôm nay chúng tôi xin đại diện tất cả những hội đoàn chúng tôi đã có, xin nghiêng mình trước anh linh của cố đại tá Trương Như Hùng, cầu nguyện trên hương linh đại ca Trương Như Hùng vào cõi Phật. Và một lần nữa chúng tôi cảm ơn Hội Giáo Viện tổ chức lễ vũ cờ cho cố đại tá Trương Như Hùng và cho chúng tôi danh dự đóng góp một bàn tay để nói lên lời sự tri ân ghi nhớ công đức và những việc làm vì chính nghĩa quốc gia, vì quyền lợi ích lợi cho tập thể cộng đồng quyền lợi quốc gia Diêu Tân. Kính thưa quý vị, chúng ta một lần nữa nghiêng mình trước anh linh cố đại tá Trương Như Hùng, thân ái kính chào. Cảm ơn chị Hữu Phong. Thì một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi sẽ có phần thắp nhang và kính viếng hương linh của đại tá Trương Như Hùng sau phần phân lưu. Xin quý vị vui lòng nán lại để chúng tôi và cái buổi phân lưu được trang trọng. Xin cảm ơn quý vị. Và chúng tôi nhận được cái phone của anh Huỳnh Công Một, xin vui lòng tiến lên nhận lại cái phone. Tiếp theo đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị phần phân lưu của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Từ Bì Thủ Đức. Kính mời chiến hữu Hà Nhật Tân, hội trưởng tiến lên máy viêm. Mặc dù là
xong rồi cũng yêu hết kính tám rồi tính tới tối. Kính thưa Tài Nguyên, kính thưa quý vị toàn khách, kính mến, chúng tôi xin thay mặt trong huynh đệ đồng môn cựu sinh viên sĩ quan xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức xin thành kính gửi đến chị và cùng toàn thể Tài Nguyên lời chia buồn sâu sắc nhất, và đồng thời chúng tôi cũng xin góp lời cầu nguyện hương linh của niên trưởng chúng tôi được sớm theo chân Phật về khỏi Tây Phương cực lạc dưới ánh hào quang của chư Phật. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Tôi xin cảm ơn Hội trưởng Hội trưởng Chính viên Trịnh Quang Trịnh Vị Tổ Đức Chiến Hữu Hà Nhật Tân. Kính thưa quý vị, chúng tôi còn 3 vị nữa lên phân ưu nữa là xong phần phân ưu ngày hôm nay, và sau đó chúng tôi sẽ trân trọng kính mời quý vị lên thắp nhang và kính nghiên cứu một lần như vậy để cho cái buổi lễ chúng ta diễn biến được trang trọng và trật tự. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi trân trọng kính mời đại diện thiền sinh hội lên máy ghi âm để có đôi lời phân ưu với Tài Quyền. Một lần nữa chúng tôi trân trọng quý vị xin vui lòng nán lại trong vài phút nữa, sau phần phân ưu thì chúng tôi sẽ mời quý vị lên thăm nhang cũng như là viên liên cứu của đại tăng. Xin cảm ơn ban tổ chức tăng lễ, xin cảm ơn tất cả quý vị tham dự ngày hôm nay cho những phút để phân ưu bác chân cùng. Trước đây nói Cố giáo sư Nguyễn Lâu Văn được sáng lập thiền sinh hội. Sáng tài trong cộng đồng Việt Nam để mà xây dựng cộng đồng không cộng sản. Cộng đồng Việt Nam mà có được ngày hôm nay có lá cờ 23 sọc vàng được bay lên thành phố Houston cũng nhờ cái công lao của bác. Trước sau như một tức là không cộng sản ở trong thành phố này. Xin đại diện cho thiền sinh hội cũng như gia đình cho gia đình của giáo sư Nguyễn Lâu Văn xin thành kính thương yêu bác Thái và cùng toàn thể gia đình một lời thân yêu chia buồn sâu sắc của sự mất mát lớn lao của gia đình cũng như của cộng đồng. Xin đi quý vị dành một phút tưởng nhớ đến bác im lặng để nhớ một người đã hy sinh suốt cả 46 năm, hy sinh thời gian mình luôn luôn hướng về đất nước, một đất nước mà không còn cộng sản, một đất nước mà tất cả mọi người dân Việt Nam sống một cách an bình và tự do. Xin quý vị một phút im lặng để nhớ đến bác, nhớ người đã hy sinh cho cộng đồng Việt Nam mình. Xin quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị. Lời này cảm ơn chân thành nhất. Xin chào. Xin quý vị đưa bên vị trí. Một lần nữa chúng tôi rất xin mời quý vị vui lòng đợi một vài phút nữa. Chúng tôi sẽ có chương trình
thắp nhang vào viếng linh cữu của cựu đại tá Trương Như Phùng. Thì sau đây chúng tôi trân trọng kính mời đại diện cho tổng hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa để có một lời phân lưu với xã quyến, kính mời diễn hữu Trần Văn Niêu. Xin đại diện cho tất cả các chiến hữu thuộc Tổng hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, trong suốt thời gian dài đấu tranh quân phục quê hương từ năm 1975 đến nay, cố đại tá Trương Như Phùng, tức chiến hữu niên trưởng Trương Như Phùng, chủ tịch Tổng hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã thực hiện một trọng trách quan trọng trên con đường đấu tranh cho một Việt Nam tự do. Vào tháng 3 năm 1989, cố đại tá Trương Như Phùng với tư cách là chủ tịch ủy ban đặc nhiệm đã về Yên Thị Đông Dương để tiếp nhận lễ bàn giao đoàn quân của Liên đoàn Cách mạng Việt Nam bên Yên Thị Đông Dương. Trong lễ tuyên thệ, toán quân của Liên đoàn Cách mạng Việt Nam sẽ trung thành và là lực lượng tiền phương của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay, cố đại tá Trương Như Phùng đã ra đi về cõi Phật. Tổ quốc dân tộc Việt Nam đã bắt đi một chiến sĩ đấu tranh cho Việt Nam tự do. Tổng hội của chiến sĩ Việt Nam đã bắt đi một đàn anh không nên trên quân lực Nam Cộng Hòa. Tại vì lý do toàn thể anh em trong tổng hội của chiến sĩ mình quân lực Cộng Hòa thành kính thân ơn cùng chị Trương Như Phùng và tăng quyến. Nguyện cầu anh linh cố đại tá chiến hữu niên trưởng Trương Như Phùng sớm tiêu diêu nghiệp cực lạc. Thay mặt anh em tổng hội của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trọng nhân Trần Thái Nguyên. Cảm ơn chiến hữu Trần Văn Hiếu. Tiếp sau đây